Menology. Và đây sẽ là video mình hứa hẹn với các bạn rằng là review về ba mùi hương của gel tắm Menology, cũng như là cái sản phẩm về sữa rửa mặt và bọt cạo râu của thương hiệu này luôn. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Nếu như các bạn đã theo dõi mình từ kênh TikTok qua đây thì chắc hẳn là mình khen ngợi khá là nhiều về cái sản phẩm Menology. Thực ra khi mà mình biết cái sản phẩm này rất là tình cờ ấy, đó là mình xem một cái video trên YouTube. Lúc mà mình tưởng đấy là một cái video về rap cơ. Nhưng mà sau khi xem xong, mình tìm hiểu ở dưới cái phần mô tả, mình biết là ô, đây là quảng cáo sữa tắm của Việt Nam. Menology nghĩa là men, không phải là người đàn ông không phải lo nghĩ gì cả. Ù, tuyệt vời. Và sau đó mình đã mua những cái mùi hương này về để trải nghiệm và cũng đã chia sẻ nhanh ở trên TikTok. Nhưng mà đây sẽ là những cái điều chia sẻ cụ thể nhất, cũng như là những cái gọi là những cái trải nghiệm của mình khi mà mình đã sử dụng qua những sản phẩm này. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu qua một chút, đó là về cái thiết kế nhá. Các bạn thấy rằng là một cái thiết kế trông nó cũng có vẻ hơi kiểu màu sắc một tí. Mình thấy rằng là thiết kế này nó khá là trẻ trung, hợp với kiểu thanh niên như mình năm nay mới có 20 tuổi. Quá chuẩn luôn. Thì đầu tiên nó là một chai màu xanh. Nó ghi rằng là gel tắm ngăn mùi 24 giờ. Và đây là chỉ lùi bước khi lấy đà. Mỗi một mùi hương thì nó sẽ có một cái câu ấy riêng. Thì đây là chỉ lùi bước khi lấy đà. Lùi bước khi lấy đà. Ok. Cái sản phẩm này mình đã nói rằng là nó giống với mùi của chai nước hoa Good Aventus. Nhưng mà thực sự thì nó sẽ giống với những cái bản nó thiên về trái cây nhiều. Và đây là một cái mùi trái cây mà mình ngửi là khi mà mình có sử dụng để tắm ấy, thì mình thấy là thứ nhất là nó sáng hơn chai nước hoa Good Aventus. Cái thứ hai là nó có một cái vibe hơi kiểu creamy, ngậy ngậy một tí, ngửi khá là hay. Và đây là chai thứ hai mình đã mua và nó thật là mình thích cái mùi hương này nhất ở trong cái bộ sưu tập ba cái mùi hương gel tắm ngăn mùi của Menology. Mùi hương tiếp theo đó chính là mùi màu nâu. Chai này thì mình không dùng nhiều, mình chỉ sử dụng khoảng tầm trong một tuần liên tiếp để mình test về mùi, để xem là nó giống với chai nước hoa nào để các bạn có thể dễ dàng miêu tả. Thì thực sự nếu như bạn nào thứ nhất là thích những cái mùi nồng nàn đến từ gỗ và có cái xu hướng kiểu hơi đứng tuổi một tí, mình nghĩ là nếu như mà là khoảng tầm từ 35 tuổi hay là những kiểu ông bố chú thì có thể sử dụng sản phẩm này. Tại vì với mình sản phẩm này nó có vẻ hơi dừ, nó sẽ giống với những cái sản phẩm của nhà Hugo Boss. Và những cái sản phẩm đấy thì nó thật là không hợp với cái độ tuổi mình thích cái kiểu trẻ trung hơn. Nhưng mà đây nhìn kiểu màu nâu thôi cũng bạn thấy rằng là nó cũng có một cái gì đấy nó hơi già dặn và cứng cáp. Và đây thì chai to nhá của họ sẽ có cái vòi ấn như này, còn có những cái loại chai nhỏ này thì chúng ta mở ra thôi. Và chúng ta mở ra thì chúng ta có thể ngửi thấy ngay mùi chai này, ngửi mùi thơm cực luôn, ngửi phát mê ngay. Còn với chai này thì các bạn có thể sử dụng khá là lâu. Và cái thứ hai đó là mùi hương này khi mà mình đăng bài lên ở trên YouTube ấy, thì cũng rất là nhiều người bảo là rất thích cái mùi hương này. Nên là ông nào thích cái mùi hương này thì bình luận phía dưới tôi biết nhá. Và cái mùi hương tiếp theo đó chính là chai màu đỏ. Chai màu đỏ này thì trong quá trình mình chờ cái chai thứ hai này về thì mình xài chai màu đỏ này khá là nhiều, thậm chí là nó có bị tụt cả vào trong. Tại vì khi mà dùng ở trên hết ấy, thì nó sẽ bị tụt vào trong ấy. Trông hơi buồn cười. Thì màu đỏ này nó có dậu mùi giống với chai Tredomet. Đó là một chai nước hoa mình cực kỳ tâm đắc và cực kỳ thích. Thì ở Tredomet và ở chai gel tắm này nó có hai mùi giống nhau, đó là mùi của thứ nhất là một cái mùi gỗ, cái thứ hai là mùi của tiêu. Nhưng mà mùi tiêu ở Tredomet thì mình cảm giác là các bạn hình dung nó là một cái mùi bột tiêu xay nhuyễn, còn ở đây thì là những cái hạt tiêu, nó vẫn sẽ còn một cái cặn cặn, một cái gợn gợn khi các bạn sử dụng để tắm. Nhưng mà cái này nó có thể là một cái mùi rất là nam tính dành cho những anh chàng kiểu bụi bặm, kiểu muốn thể hiện mình là một người đàn ông kiểu cơ bắp khỏe mạnh và tắm mùi hương này xong rồi vào kiểu hỏi thăm vợ tí hay là kiểu người yêu đang chờ trong phòng ngủ chẳng hạn thì sử dụng cái mùi này ok nhá. Và cái mùi này khi mà mình kiểu dùng máy sấy tóc để sấy đầu cũng như sấy cho khô người ấy, thì cái mùi này tỏa lên cực kỳ rõ khi mà gặp nhiệt độ nóng nhá. Nếu như các bạn mua những chai to thì chúng ta sẽ được tặng kèm những cái bọt cạo râu và sữa rửa mặt như này. Thì chúng ta cũng có ba mùi tương tự như ba mùi của gel tắm là như nhau. Và đây là một chai 100ml. Với cá nhân mình thì mình thấy rằng là những cái mùi của những cái bọt này thì nó sẽ có xu hướng là nhẹ hơn khoảng tầm chắc là 1-2 phần gì đó so với cái mùi của những cái gel tắm.
nhưng mà kiểu dùng cho nó đồng bộ ấy, và đây là được tặng kèm à, tội gì. Mình kiểu sau khi mua cái mình mua size to mình được tặng kèm luôn, ngon. Đó là về phần mùi hương. Thì các ông sẽ hỏi rằng à, quan trọng là sử dụng nó như thế nào, chất lượng nó, trải nghiệm nó có tốt hay không, tác dụng của nó có ngăn mùi được không. Thì nói về các ông, trước khi tôi đến với những cái sản phẩm của Manology này thì tôi dùng sữa tắm của Lifebuoy, trước đấy nữa thì tôi dùng bánh xà phòng tắm. Đấy, tôi cũng là một người khá là xuề xòa trong cái khâu tắm, làm sao để vừa thơm xong rồi kiểu tát nước lên người cho nó xong ấy, kiểu cho nó nghĩa vụ ấy, thì tắm nó là nghĩa vụ. Nhưng mà từ khi tôi mua những cái này thì tôi kiểu tắm lâu hơn, tôi kiểu trải nghiệm mùi hương, bao giờ hết mùi tôi đi ra. Đúng là con trai của ta. Đó, và cái thứ hai đó là về cái sữa rửa mặt thì tôi dùng chung với người yêu. Dầu gội đầu tôi cũng dùng chung với người yêu luôn. Nên là đôi khi mà kiểu người yêu tôi mà mua cái loại khác, hay là người yêu tôi không có nhu cầu rửa mặt chẳng hạn, tất nhiên là cái việc đấy nó hơi ít xảy ra, thì tôi phải chờ bao giờ người yêu tôi đi mua đồ thì tôi mới được dùng ké. Còn không thì tôi đã chuyển về tắm xà bông, và tôi chuyển về là rửa mặt bằng nước lã. Thì đấy là những cái điều chia sẻ. Nhưng mà từ khi mua những sản phẩm này, thứ nhất là tôi kéo dài được thời gian trải nghiệm trong nhà tắm hơn. Cái thứ hai là tôi cũng kiểu tự tin về bản thân hơn. Tôi kiểu không, anh dùng sản phẩm của anh không dùng chung với em. Bây giờ anh không dùng chung, anh kiểu có những cái sản phẩm dành riêng cho anh rồi. Thậm chí là những cái mùi hương như kiểu chai xanh này, sau khi tôi dùng xong thì người yêu tôi vẫn đi vào, người yêu tôi bảo là uầy thơm ê, phê thế. Thế là kiểu mình kiểu chuyện bỏ tiền ra mua những sản phẩm chăm sóc cho nam nó phải khác. Đợt tới là nghiên cứu nhiều sản phẩm hơn. Thì những cái sản phẩm này sau thời gian mình trải nghiệm thì nó thật là về cái phần gel tắm nhá, thì tôi có một vài trải nghiệm, đó là về ngăn mùi cơ thể, nói thật là tôi cũng không thấy nó khác quá nhiều so với những cái sản phẩm sữa tắm Lifebuoy hạt lựu mà tôi tắm. Nhưng mà tôi thấy rằng là đây là làm là dạng gel, và cái sữa tắm ấy khi mà tôi tắm nó có một cảm giác kiểu nhớt nhớt sau khi tôi đã xả hết xà phòng đi rồi. Nhưng mà khi mà sử dụng những cái loại gel tắm này thì tôi có cảm giác nó khô hơn. Đấy là cảm giác của tôi thích hơn kiểu như vậy. Cái thứ hai đó chính là cái gel tắm này nó có cảm giác là nam tính hơn. Tại vì mình cũng hỏi nhãn hàng là bạn ấy, bạn cho mình hỏi tại sao không làm sữa tắm lại làm dạng gel, bảo là đây là sản phẩm cho nam thì bọn em muốn làm dạng gel cho nó kiểu nam tính. Ừ thì công nhận là nhìn dạng gel thì cũng thơm thật, nhưng mà kiểu tại vì nó thơm quá nên tôi muốn dùng nhiều ấy, mà dùng nhiều thì nó lại tạ tốn ấy, nên là nó hết nhanh ấy. Còn về công dụng của những cái bọt rửa mặt này thì tôi dùng để cạo râu khá là nhiều, và tôi thấy là cạo râu khá là ổn. Cái thứ hai đó là mỗi một cái lọ bọt cạo râu sữa rửa mặt thì nó có một công dụng khác nhau. Thì mình mới dùng qua cái kiểm soát nhờn, thì mình thấy là kiểm soát nhờn là có công dụng rõ nhỏ rất. Đó là khi mà mình sử dụng, đó là ở những cái vùng mũi này thì nó kiểm soát nhờn tốt hơn cái sữa rửa mặt La Roche-Posay của mình. Mình không nhớ tên lắm, chỉ biết là La Roche-Posay thôi. Còn về cái ngăn mụn ngừa thâm thì nó thật là mặt mình thì cũng không có mụn, mình rất là trộm vía, nên là thực sự khi mà mình sử dụng thì mình cũng thấy không đến có cảm nhận nhiều lắm. Nên là nếu như bạn nào mà đã sử dụng qua những cái ngăn mụn ngừa thâm này hay là cái làm sáng da thì các bạn có thể feedback lại cho mình. Tại vì nó thật là mình cũng ít ra ngoài đường, ít ra ngoài nắng, nên là mình không cảm nhận được sự thay đổi nhiều lắm. Với một tầm giá khoảng tầm trên dưới 200.000 cho một cái chai to được đi kèm với một chai sữa tắm và một cái chai bọt cạo râu như này thì rất là hời, đúng không? Nhưng mà các bạn cần lưu ý điều gì? Thì đây là cái những cái lưu ý mà mình trải nghiệm, mình đúc kết ra. Đó là đây là gel tắm, nên là khi mà sử dụng ấy thì mình cảm thấy rằng là nó không được nhiều bọt. Nên là nếu ông nào là fan của bọt này, hay là kiểu ông nào thích uống bia nhiều bọt, thì mình nghĩ là sẽ không phù hợp. Cái loại này nó chỉ ở mức trung bình thôi. Kể cả dùng những loại bông tắm rồi thì mình thấy rằng là cái gel, à cái loại bọt của gel này nó không nhiều bằng bọt của những loại sữa tắm. Thì không biết là do cái gel hay là do loại sữa, nhưng mà với cá nhân mình thì mình đang là nó hơi ít bọt. Nhưng mà thật là mình cũng không quan tâm lắm, và mình kiểu không muốn nó nhiều bọt quá, được tắm nó tung tóe cả lên. Nên là với mình thì ở đây là mức chấp nhận được cho cái phần về bọt. Cái thứ hai đó là về phần mùi hương, thì mùi hương này nó chỉ lưu khoảng tầm 15 phút trên da, nghĩa là nó rất là sung sướng như kiểu đổ cả lít quýt tất lên người vậy, hay là đổ cả lít tre vậy. Nhưng mà nói thật với các bạn, đó là nếu như ông nào đang có ý định là mua để thay sữa tắm, à thay nước hoa, thì cái này không hợp đâu. Đây là gel tắm để làm sạch, ngăn mùi, chứ không phải là để tạo mùi. Đấy, rõ ràng với nhau là như vậy nhá. Cái số 3 đó là về cái phần bọt rửa mặt. Thì với mình thì đây một chai 100ml thì tặng kèm, thì các bạn cũng không đòi hỏi được nhiều. Nhưng mà
Với mình thì mình thấy là dùng hơi tốn, mỗi lần dùng khoảng tầm 1 đến 2 xịt mà loanh quanh có 100ml chắc là tí tầm 2 tuần là 2 đến 3 tuần là 2 đến tuần, tầm 2 tuần hơn là hết. Còn với những cái loại chất tắm như này thì phải dùng được tầm 2 tháng, chắc phải tầm 3 tháng mới hết. Nhưng mà cái đây thì được tặng kèm, có thể là họ đang test thêm. Hy vọng rằng là họ sẽ cải thiện những cái size lớn hơn nếu như những ai thích dùng những cái loại sữa rửa mặt và bọt cạo râu ngoài chung với nhau. Và thêm một cái câu hỏi nữa, nhiều bạn hỏi mình là anh ơi anh có trải nghiệm dầu gội không? Thì theo như mình biết là dầu gội chưa có, và mình cũng hỏi với bên Manology rồi và người ta bảo là dầu gội thì chắc là trong năm nay sẽ có, và họ cũng sẽ cố gắng sản xuất những cái dầu gội có những cái mùi hương như này để mọi người có thể đồng bộ với nhau, như kiểu anh em mình sưu tầm ấy nhỉ, từ dầu gội này, sữa tắm này, rồi nước hoa này, xong rồi đến cả bọt cạo râu, sữa rửa mặt vậy, kiểu tạo ra một cái hệ sinh thái cho nam giới ấy. Và vừa rồi đó là những cái trải nghiệm của mình về dòng sản phẩm Manology gel tắm và bọt cạo râu, sữa rửa mặt. Thì thực sự là mình không phải là một người quá là chuyên về cái mảng review về cái chất lượng của sản phẩm, mình chỉ review về mùi hương là chính thôi. Nhưng mà đây là những cái mà mình trải nghiệm thực tế cho mọi người thử hẳn trên da và thử hẳn trên mặt luôn, và cũng không có một cái kích ứng gì cả. Thì mình hy vọng rằng là Manology có thể cải thiện những cái góp ý mà mình vừa mới nêu ra, hay là các bạn có những cái góp ý nào các bạn hãy bình luận ở phía dưới, và hy vọng là Manology cũng có thể đọc được và cải thiện thêm, cũng là ra mắt thêm những cái mùi hương mới để cho những anh em như mình kiểu đã mất rất là nhiều tiền mua nước hoa rồi, nhưng mà có thêm những cái lựa chọn tầm giá rẻ để mọi người có thể làm thơm thêm bản thân và làm đẹp cho nam giới. Thì hy vọng Manology cố gắng cho ra mắt cái dòng dầu gội đầu trong thời gian tới, thì mình cũng sẽ trải nghiệm và review sớm với các bạn. Còn nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên việc like, share, ấn chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.